Vâng, theo điều kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh, âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại kênh YouTube của Theo Audio để tiếp tục thực hiện những clip test những sản phẩm để gửi tới những vị khách đã tin tưởng và ủng hộ bên trung tâm của Theo Audio. Thì ở clip ngày hôm nay, trước mắt quý vị và các bạn chúng ta đang xem cũng như anh Lê Văn Tiến, ngày hôm nay Theo Audio test lại một con đẩy crown Macrotech ở model 2400, ở một trong những con đẩy được tuyển chọn rất là kỹ, rất là đẹp. Ngày hôm nay thì Audio test lại để kiểm tra thông số kỹ thuật được hoạt động một cách bình thường trước khi gửi tới cho anh Lê Văn Tiến có địa chỉ thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Và anh Lê Văn Tiến cũng là lần đầu tiên ủng hộ bên trung tâm của Audio. Số tiền của sản phẩm anh đã chuyển cho bên trung tâm là 100% so với giá tiền của sản phẩm mà anh đã mua. Và anh Lê Văn Tiến cũng tuy nhiên là lần đầu tiên nhưng cũng được những người bạn đã người bạn của anh đã ủng hộ những sản phẩm bên trung tâm của Audio. Vì vậy nên cũng được sự tin tưởng người bạn của anh đã giới thiệu anh về với trung tâm của Audio để ủng hộ bên trung tâm một con đẩy crown 2400. Anh Lê Văn Tiến thân mến, trước tiên thì Audio quay lại về cái con đẩy này cho anh về cái ruột bên trong. Sau đó thì Audio test kiểm tra để nó được hoạt động một cách bình thường trước khi chuyển tới cho anh. Vâng, anh Tiến thân mến, đây là những sản phẩm mà anh đã lựa chọn cũng như ủng hộ bên trung tâm ở những con 2400 được tuyển chọn rất là kỹ và về độ đẹp và những cái con như này. Nguồn điện của nó chạy là từ 100 đến 120V. Anh Tiến lưu ý, nguồn điện chạy là 100 đến 120V, tức là con này nó được chạy nguồn điện của Mỹ. Về cái nội thất của những sản phẩm được tuyển chọn bên trung tâm như này thì chắc chắn là những quý vị chơi hàng bãi sẽ hài lòng 100% về cái độ đẹp cũng như đúng cái chất bãi chuẩn. Nên cái ruột gan bên trong chúng ta nhìn dù nó cũ theo thời gian nhưng mà nó rất là sạch và rất là đẹp và nhìn nó rất là khôn. Đây là một trong những cái con chất bãi được tuyển chọn rất là kỹ, và bên trung tâm cũng còn nhiều những cái model khác từ 2401, 2402, em xin lỗi là 2401, 2400, 1200, 1202, 3600 và những con 5002. Ở dưới đây thì Audio có con 3600 chạy nguồn điện 220. Quý vị anh chị nào quan tâm con 3600 xin hãy liên hệ bên trung tâm. Và những con 5000 hoặc con 5002 bên trung tâm của Tiểu Đường cũng đang sở hữu. Mọi nhu cầu về mua sắm xin hãy liên hệ theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn thêm và chi tiết hơn. Và bây giờ thì Tiểu Đường sẽ thực hiện để test kiểm tra nó được hoạt động một cách bình thường trước khi để gửi tới cho anh Tiến.
Anh Tiến thân mến, Theodo test từng kênh một cho anh. Ở video này thì Theodo đang kéo với cái cặp 47 và 8A. Anh Tiến thân mến, Theodo đã test và kiểm tra lại thông số được hoạt động hai kênh bình thường và tình trạng ở bên trong cũng quay lại qua sơ bộ để anh ở xa anh được xem chi tiết về những sản phẩm anh đã ủng hộ bên trung tâm của Theodo. Theodo xin chân thành cảm ơn anh và những người bạn của anh đã tin tưởng đã ủng hộ bên trung tâm của Theodo những sản phẩm được đánh giá hàng xịn của Mỹ, những cái sản phẩm có giá trị cao và anh đã tin tưởng và chuyển cho bên trung tâm số tiền 100% trước khi Theodo vận chuyển hàng. Và bây giờ Theodo xin chân thành cảm ơn anh cũng như cảm ơn tất cả những quý vị anh chị em đã ủng hộ bên trung tâm của Theodo trong thời gian qua. Bây giờ Theodo xin được dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những clip tiếp theo.